Thì của mấy con sau một tuần mấy con họ học, mấy con sẽ đọc cảm nghĩ. Thì những cái bài cảm nghĩ đầu tiên mà thầy cho mấy con đọc đó là cái bài cảm nghĩ của Tuệ Hạnh. À, vậy bây giờ có ai đọc giùm hay là Tuệ Hạnh đọc của bài của con? Hay con đọc cái bài cảm nghĩ đó không? À, con có cái video và con có không con? Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Không Lạc Phật. Con xin đọc bài Hãy Quay Về Với Chính Pháp Nguyên Thủy. Tu là gì? Hầu hết tất cả mọi người ai cũng hiểu chữ tu quá cạn cợt, cứ tưởng đâu ăn chay niệm Phật là tu, hoặc tụng kinh bái sám cầu an cầu siêu là tu. Lại có người hiểu chữ tu một cách sai lầm mà bảo tôi chỉ tu tâm không cần ăn chay cũng đủ rồi. Tu tâm ở đây là sao nhỉ? Là hàng ngày mình phải trao dồi tứ vô lượng tâm, quét tham sân si mạng nghi ra khỏi ngàn ngăn keo vô minh của ngũ thiền trái, để trở thành con người có trí tuệ minh mẫn sáng suốt hoàn toàn. Đó mới thật là nó thực sự là con đường tu giải thoát của đạo Phật. Con rất may mắn tham dự lớp học Bát Chánh Đạo hôm nay cũng là một duyên lành lớn được thầy tuyển chọn. Vào lớp học này ai ấy cũng đều hân hoan khi thầy cho quán về đề tài định vô lậu để triển khai tri kiến giải thoát. Thầy dạy chánh niệm tỉnh giác trên từng bước đi chân hành quá cụ thể rõ ràng, ai cũng thực hiện được. Con rất thương cho những người dân miền Bắc vào đây, đặc biệt là người già. Những người già phải chịu thương chịu khó thức khuya dậy sớm tu tập theo thời khóa của chúng con thật vất vả vô cùng. Con là người dân thành phố, được về chân như cách thành phố không xa. Ngoài con ra chẳng thấy ai tình nguyện về đây tham dự lớp học cả, lòng con buồn con không thể nói ra. Bởi những người dân nơi ấy họ rất mê tín tu theo kinh sách tưởng giải của đời thừa để rồi phải gánh lấy một hậu quả đau thương, bọn phải đi nằm bệnh viện, có người thì chết trên sự đau khổ tột cùng của nghiệp lực sinh tử. Tình cờ họ thâu đèo còn từ thiện thành phố Hồ Chí Minh lên đây, biết được thầy dạy đúng chân lý đường lối của đạo Phật. Khi ấy gặp con họ bảo rằng kinh sách đại thừa là những kinh sách lừa đảo, chỉ giảng lý thuyết suông, không có pháp hành cụ thể, làm cho biết bao thế hệ nhiều đời điêu đứng. Họ cũng như con là rất đau lòng cho những vị hòa thượng thượng nọ đại đức và các bậc tôn túc tu chuyên chứng mà đi thuyết giảng lung tung, tham danh tham lợi, tham chùa to Phật lớn, đi xe cộ đời mới, sống đời sống phú tăng chứ không còn là bần tăng nữa, rất uổng cho cuộc đời tu hành của họ. Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh, chùa Vĩnh Nghiêm là một trong những ngôi chùa được xếp vào hàng cổ kính và là nơi được các ban thiên tự chọn làm giáo hội Phật giáo tại đó, trong khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đầu tiên sáng lập ra đạo giải thoát. Vậy mà ngôi chùa ấy chẳng thấy thờ ngài đâu cả, nhìn xem khắp hướng thì con chỉ thấy thờ Di Đà, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát trên tại chánh điện, bởi vì họ cho đó là tam thế Phật để giúp họ cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc khi họ phước tốt. Ôi đau lòng quá, đau lòng cho những người dân thành phố có đầu óc văn minh tiến bộ, vậy mà sao không nhận ra những điều mê tín ấy? Cả giáo hội Phật giáo nơi đây cũng vậy, chẳng lẽ họ cố tình quét Đức Phật Thích Ca ra khỏi ngôi nhà Phật giáo, đưa A Di Đà và Đức Di Lặc lên làm giáo chủ hay sao? Điều này xin giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hãy suy ngẫm lại. Người tìm ra chân lý của chúng sanh thoát khổ là ai? Ai đã nhìn thấy được đời sống con người rất đau khổ? Đó là do các duyên hợp lại mà thành một thế giới đau khổ của kiếp người. Vậy mà ngày nay ai lại nhân tâm cố tình niệm Phật giáo dựng lên một thế giới tưởng, thế giới siêu hình, linh hồn, Phật tánh vân vân. Khi biết được đường lối chánh pháp nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca, con rất ngỡ ngàng sự tu tập ấy có kết quả giải thoát hẳn hồi mà thầy chúng con đã thực hiện. Giữ gìn giới lực nghiêm túc, nhập được bốn thiền và chính tâm minh làm chủ tử sống chết, chấm dứt từ đau khổ của kiếp người giống như Đức Phật Thích Ca tu chia vậy. Nếu như các bậc hòa thượng thượng tọa chịu khó nghiên cứu lại bộ sách Ni Sa Gia trong kinh Nguyên Thủy do hòa thượng Thích Minh Châu dịch thì sẽ rõ nó là ít biết chuyện nào so với những kinh sách tiết giải của đại thừa mà quý hòa thượng thượng tọa đã đem ra thuyết giảng. Là một người tu chi chứng, con chỉ nhìn thấy thực tế cái sai của kinh sách đại thừa chứ không dám bình luận và phê phán ai cả. Con rất đau lòng cho chánh pháp ngày nay thầy đã dạy sẵn, không ai chịu theo đó mà hành cho đúng pháp, để
Phật bị mai một. Thương cho chúng sanh đang giật giải đi những ác pháp mà đi sai đường lạc lối, biết làm sao để cứu họ ra bây giờ. Muốn cứu được họ, điều trước tiên con phải nhiệt tâm tu tập để chứng minh được sự giải thoát bằng con đường chính đạo. Làm chủ sanh già bệnh chết thì mới nói lên được tiếng nói Phật giáo. Chúng thầy xây dựng lại chánh pháp cho hoàn chỉnh. Hỏi những ai đang là nạn nhân của đại thừa, xin hãy quay về với chánh pháp nguyên thủy, nơi đó có Đức Phật Thích Ca. Và thầy bổn sư không lạc đang chờ đợi chúng ta. Hãy nêu cao ngọn cờ chánh pháp, cùng chung chí hướng đi lên cho nền văn hóa Phật giáo được phát triển rộng rãi trên khắp hành tinh này. Nhờ tiếng lòng người dân Việt Nam đồng kết hợp sức lại với nhau, giúp cho ngôi nhà Phật giáo được phồn vinh thịnh vượng. Người viết bài này trước kia cũng đã bị đi sai đường lạc lối bên đại thừa, nay biết chánh pháp mà qua về kịp lúc, lại được tham dự lớp học bát chánh đạo, lòng rất vui mừng, không biết bực nào tả xiết, nên muốn nói lên tiếng nói để chia sẻ cùng các Phật tử gần xa hiểu được và tin tưởng nơi pháp thầy Không Lạc dạy là đúng với chương trình đào tạo của đạo Phật gồm 8 lớp và 3 cấp. Đó là con đường giải thoát của bậc thánh vô lậu. Nếu ai quyết tâm tu thì sẽ tiến đạt chân lý một ngày gần nhất. Đây là lời bầu Phật chân thành của con. Kính xin các Phật Hòa Thượng Thượng Tọa và các Phật tử gần xa hãy cùng nhau quay về với chánh pháp nguyên thủy mà từ lâu bao lâu nay đã bị tà sư ngoại đạo dìm mất. Chỉ có lòng tin tuyệt đối mới giúp chúng ta chiến thắng trên mọi ác pháp. Cố gắng lên, cố gắng lên. Thầy Long Lạc hiện đang thắp sáng ngọn đèn chánh pháp nguyên thủy. Chúng ta hãy dũng tâm mà đi. Lời tất tất các bạn đồng tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Thông Lạc Phật. Kính thưa các bạn, tôi là một thiền sinh về tu viện chân như tu tập, hiện đang học lớp bát chánh đạo mà thầy Diệu Trụ đã mở. Vừa nhận được quyển văn hóa truyền thông Phật giáo do nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội ấn hành. Đức Phật Thích Ca đã dạy 10 giới thánh sa di rất rõ ràng, thực tế không bao hầu trừu tượng. Và thầy Diệu Trụ nơi đây đã thực hiện nghiêm chỉnh các giới lực chứng thánh quả A La Hán. Một con người bằng xương bằng thịt như bao nhiêu người khác, nhưng lại là con người phi thường. Qua giới thanh hạnh sa di, tôi thật sự quá xót xa cho những vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni hiện đang là giảng sư cấp bằng này bằng nọ trong các trường Phật học, vậy mà xúc phạm giới, phá giới, để dựng giới, không còn xem giới luật Phật ra gì, trong khi mình đang theo đạo Phật. Miệng thì nói tôn trọng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng thật sự họ đưa ra những tội tây phương cực lạc, thế giới A Di Đà đều bát quát thế âm, và còn lộng hành hơn nữa, trong Đức Phật dạy không có cập đề cập đến ngài Di Ma Cật. Vậy mà họ lại dựng lên một Di Ma Cật là một vị Bồ Tát có trí tuệ cao siêu không thể diễn bàn. Để hạ bệ các đệ tử của Phật, thật là đau lòng. Biết làm sao đây? Trong khi hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh, các chùa thì mọc lên như nấm, giới luật Phật dạy họ lại phá như niêm. Trong khi Đức Phật nhập diệt, từ khi Đức Phật nhập diệt đến nay chưa thấy có một vị thầy tổ nào tu chứng. Đau lòng hơn nữa là những kinh sách ảo của đại thừa tung ra khắp nơi làm cho đạo Phật bị suy thoái. Tôi chẳng biết làm gì khi thấy chúng sanh đang lặng học trong biện pháp của đại thừa. Tôi rất may mắn được về đây tham dự lớp học bát chánh đạo do thầy Diệu Trụ chân nhân tổ chức. Thật là một duyên lành lớn, tôi sẽ nhận ra Phật dạy pháp hành cụ thể, thầy chỉ rõ ràng áp dụng vào đời sống thực tế có giải thoát ngay liền. Trong khi bao năm dài, tôi cũng như các bạn và các thân thầy đang lặng học trong biện pháp của đại thừa. Tưởng đâu về tay phương cực làm thật sự, ai dè một hôm tôi ngã bệnh, toàn thân tôi đau nhức khắp người, phải đi nằm bệnh viện điều trị cả tháng trời. Trong khi Đức Phật dạy tôi giải thoát quốc sự đau khổ của kiếp người, đó là sanh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi. Khó khăn lắm tôi mới được về chân như tu học. Khi về đây tu học, tôi phải trải qua cơn sóng gió cùng thầy và các bạn huynh đệ thật vất vả. Giờ đây tôi đang được thầy của mình triển khai chi tiết trí tuệ định dương lậu, dạy từng pháp hành chánh niệm tỉnh giác trên từng bước đi tinh hành. Chỉ một thời gian ngắn, tôi đã giúp tâm an trú tinh tấn và thiện tạo. Nhìn thầy tuổi đã 80 mà đứng lớp dạy từng ngày cho mỗi tu sinh như thế, có làm thầy tuyên bố trước chúng chỉ cần thầy xả thức định tĩnh ra là thầy còn một bộ xương khô mà thôi. Nghe đến đây tôi thật sự xót xa quá, biết làm sao hơn. Hiện tôi cũng đang niệm tâm tu tập từng bước, tôi hy vọng một ngày gần đây mình sớm chứng đạt chân lý giải thoát để giúp thầy xây dựng lại chánh pháp Phật giáo. Hiện nay nó lại bị dìm mất bởi những bậc hòa thượng thượng tọa và các vị tôn túc của các chùa đại thừa phá giới để dựng giới. Đau lòng lắm các bạn ạ. Các bạn có thấy chăng, hiện nay thầy đang đứng ở đầu ngọn sóng, hễ chưa sức là bị ác pháp bên ngoài dập tơi bời.
Thầy đang từng bước dìu dắt những đàn con thơ dại của mình đến bến bờ giải thoát. Thầy đang là ngọn hải đăng soi sáng từng tâm niệm của mọi người. Và đặc biệt hơn nữa, thầy đang lèo lái chiếc thuyền nan bé nhỏ chở chúng sanh vượt đại dương bao la nghìn trùng trước sóng gió dập dờn. Chỉ cần thầy buông tay lái mà tất cả chúng sanh sẽ chìm xuống tận đáy sâu. Không còn chiếc phao nào để bám víu nữa. Hỏi các bạn đồng tu thương mến, điều duy nhất tôi mong các bạn hãy rốt ráo tu tập có kết quả giải thoát hẳn hồi, để cùng thầy nói lên tiếng nói Phật giáo mà hơn 2.500 năm nay đã bị mai một. Nếu thương thầy, thương Phật và thương tất cả chúng sanh thì các bạn hãy nhanh chân lên cùng tôi phấn đấu tiến tu trên bước đường giải thoát. Thầy đang đào tạo bậc thánh A La Hán vô lậu các bạn nhé. Hãy giữ vững niềm tin nơi chánh pháp nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thầy và Đức Phật đang chờ đợi chúng ta hãy từng ngày đó các bạn ạ. Hãy cố gắng lên khi các bạn đừng để thời gian trôi qua mà chậm trễ nữa. Hãy đồng lòng chung chí hướng đi lên. Cùng tôi góp phần xây dựng lại chánh pháp từ tàu vĩnh cửu.